Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván cờ tuyệt hay: Nam Phương công tử Lệ Lý Huynh đại chiến trên đấu trường Thiên Tiên Tuyệt Kỳ với ván cờ khởi sĩ cuộc. Trong khi đó Nguyễn Thị Hằng đại chiến với Hồng Trí, trận đấu rất hay, mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1, Triệu Từ Sâm khởi mã cuộc, tấn công rực lửa, đỉnh cao vần tàn. Sure. 是。 将军。 是。 是。
破事。 吃鸡。 吃鸡。
将军。 吃。 吃鸡。
破事 挂角马将军 再将 挂角马将军 将军周炮 再将 将军 吃 挂角马将军 吃 挂角马将军 Hết cờ đi, Triệu Từ Sâm đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Nguyễn Thị Hằng đại chiến với Loạn Chiến Dương Hồng Trí. Giới thế trận khởi mã cuộc, tấn công rực lửa.
吃。 吃。
破相。 破事。 吃。 吃。
吃鸡。吃鸡。卧槽马将军，吃。将军，再将。将军抽马，将军。将军，闪击，
chó mã. Chí. 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 Tướng quân. Zài jiāng. Jiāng quân. Chí. Jiāng quân. Xe 5 tấn 1, chiến tướng sát cục. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ tuyệt hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.